Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chia sẻ cho anh em một cái app mà chúng ta có thể kiếm tiền. Đó là cái app Gapo, mạng xã hội Gapo, mạng xã hội của người Việt Nam. Thì đây, cái mạng xã hội này chúng ta sẽ dùng giống như những cái tính năng giống như là Facebook. Chúng ta có thể lướt web, đăng tin và cũng như là đăng ảnh. Thì ở trên này thì có rất là nhiều gái xinh nên là anh em cũng có thể lên đây để kiếm người yêu. Ok, và không lan tăn nữa thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký cái app này như thế nào. Đầu tiên các bạn hãy vào cái link đăng ký mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Sau khi bạn vào link đăng ký của mình rồi thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì bây giờ bạn sẽ đăng ký tài khoản và sau đó thì lát nữa trong cái phần đăng ký này nó sẽ tặng cho bạn 5.000 GCoin. Đó, khi mà các bạn tải app dưới cái link giới thiệu của mình thì các bạn sẽ nhấn vào cái chỗ là đăng ký ngay. Và khi nhấn vào đăng ký ngay thì các bạn sẽ điền số điện thoại của các bạn vào. Các bạn nhớ là bỏ số 0 trước số điện thoại nhé. Bỏ số 0. Sau khi các bạn điền xong số điện thoại rồi thì các bạn sẽ được gửi một cái mã xác nhận về điện thoại của các bạn. Sau đó các bạn hãy nhập cái mã đó vào và xác nhận thành công. Sau đó thì bạn sẽ điền thông tin tên hiển thị như là đặt tên Facebook của bạn. Sau đó thì nó sẽ ra một cái giao diện là tải web. Thì các bạn nhấn vào tải thì nó sẽ tự động chạy lên CH Play để tải cho các bạn. Thì bởi vì là mình đã có cái tài khoản rồi nên là mình không thể đăng ký được nữa. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta kiếm tiền trên cái mạng xã hội này luôn. Khi các bạn tải app về thì chúng ta sẽ nhập cái số điện thoại của mình vào. Các bạn cũng nên nhớ là sẽ bỏ số 0. Sau đó sẽ nhấn vào nút tiếp tục. Rồi sẽ nhập mật khẩu mà lúc nãy chúng ta tạo ở cái phần đăng ký ở dưới link của mình. Chúng ta đăng nhập vào. Ok, và đây chính là cái giao diện của cái mạng xã hội ứng dụng Gapo này. Để kiếm được tiền trên cái mạng xã hội này thì chúng ta sẽ có 3 cách. Đó, các bạn thấy không? Ở đây sẽ có cái phần vòng quay này. Thì chúng ta sẽ nhấn vào cái vòng quay này để chúng ta có thể quay thưởng may mắn. Ở đây thì mỗi ngày nó sẽ tặng cho các bạn 5 lượt quay. Thì các bạn có thể quay và được nhận những cái phần quà như là thẻ cào hay là linh thú để chúng ta có thể đổi quà ở dưới này. Thì cái phần quà dưới này khi mà các bạn sưu tập đủ 5 cái bộ linh thú này thì chúng ta sẽ đổi thưởng được. Ok, và mình sẽ tiếp tục quay. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng cái GCoin này để chúng ta mua lượt đăng ký. Ở đây thì 2.000 GCoin sẽ được 1 lượt và 17.500 sẽ được 10 lượt. Ok, chúng ta sẽ vào phần 3 gạch trên này để chúng ta tiếp tục kiếm tiền bằng cách đó là làm nhiệm vụ. Thì cái nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ đăng nhập lần đầu, có nhiệm vụ là sắt, đồng, bạc, vàng và kim cương. Thì chúng ta hoàn thành lần lượt những cái nhiệm vụ này để chúng ta nhận những cái đồng GCoin này nhé. Đó. Và ngoài ra thì các bạn có một cách để các bạn có thể kiếm được nhiều tiền nhất, đó là mời bạn bè. Thì khi mà mời bạn bè thì hiện nay Gapo đang cập nhật cái chính sách là bạn đầu tiên chúng ta sẽ được 10.000 GCoin, bạn từ thứ 2 đến thứ 4 được 30.000 và dần dần nó sẽ dần tăng lên đến cao nhất khi mà bạn mời được hàng nghìn người thì có thể nhận lên tới là 5 triệu GCoin. Đó, một con số rất là tuyệt vời. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta đua top, chúng ta có thể mời được nhiều bạn. Thì chúng ta đua top ở đây sẽ được giải thưởng cao nhất, đó là một iPhone 12 Pro Max 256GB. Và ít nhất phải điều kiện nhận thưởng là có ít nhất 2 lượt mời thành công, 2 giải nhì là 2 Apple Watch Series 6, 3 giải ba là 3 tai nghe AirPods Pro, 4 giải khuyến khích là 2 triệu tiền mặt. Thì thời gian diễn ra cái sự kiện này nó sẽ rơi vào từ 21 tháng 11 đến 31 tháng 12. Đó, nên là bạn đăng ký thì nhận càng nhiều. Và 10 bạn đăng ký đầu tiên thì bạn sẽ nhận được 10.000 coin. Và bạn đăng ký thứ 11 trở đi thì mỗi người bạn sẽ nhận được 2.000. Và người chơi thì mỗi người khi mà các bạn đăng ký dưới cái link của mình thì các bạn sẽ nhận được 5 GCoin. Và chúng ta sẽ kiếm tiền. Đó là 3 cái cách để chúng ta kiếm tiền. Và trong hiện tại thì mình đã có là tài khoản của mình đã có là 49.000. Và trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách rút tiền trên cái app này một cách nhanh nhất. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên like và share, đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ có một phần quà nhỏ dành tặng cho tất cả các bạn, dành tặng cho những bạn mà đang follow, đăng ký kênh của mình và xem đến giờ phút này. Đó là một chiếc thẻ cào 10.000. Ok, các bạn nào nhanh chân, nhanh tay thì các bạn có thể nạp nhé.